Và xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nhà thi đấu của tỉnh Bắc Ninh để chúng ta tiếp tục theo dõi giải bóng đá U9 toàn quốc Tota Cup năm 2023. Ngày hôm nay chúng ta có cuộc đối đầu giữa PSFC Gia Lai cùng với Thuận An Bình Dương. Ngày hôm nay thì các cầu thủ Gia Lai họ sẽ thi đấu với trang phục áo đỏ, quân đỏ và tất xanh. Cơ hội không được. Vừa qua thì hai cội nhập cuộc khá dè dặt và không quá nhiều những tình huống bóng nguy hiểm. Tình huống cắt bóng tốt tới từ phía các cầu thủ Thuận An Bình Dương, và đây là cơ hội. Cú dứt điểm và ra chân tới từ vị trí của cầu thủ mang áo số 8 bên phía các cầu thủ Thuận An Bình Dương, đó là Tuấn Kiệt. Phản công nguy hiểm, cơ hội không được. Một tình huống bóng khá nguy hiểm và người vừa có tình huống kết thúc đó là Thái Gia Bảo. Thuận An Bình Dương vẫn đang duy trì được sức ép quan trọng và cần thiết về phía khung thành của cao thủ Gia Lai. Khoảng trống, cú dứt điểm và đó là một siêu phẩm dành cho cao thủ Thuận An Bình Dương. Người mang về bàn thắng đó là Thành Đạt. Ta vừa xem lại pha bóng mà Thành Đạt đã mang về bàn thắng dành cho cầu thủ Thuận An Bình Dương. Và dứt điểm là khá hay. 1-0 dành cho Thuận An Bình Dương ở phút thi đấu thứ 10. Như vậy thì vừa rồi đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ của Thuận An Bình Dương. Tỷ số được nâng lên 2-0. Rất nhanh chóng thì các cầu thủ của Thuận An Bình Dương họ liên tiếp có được 2 bàn thắng. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng xem lại bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 dành cho các cầu thủ Thuận An Bình Dương. Tiếp tục là bàn thắng nữa. Vừa rồi thì tiếp tục đó là vị trí của cầu thủ mang áo số 7, đó là Thành Đạt. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Pha trả bóng ngược lại làm gãy toàn bộ hệ thống phòng ngự của cầu thủ FSFC Gia Lai. Chân trái, tiếp tục là bàn thắng. Bàn thắng đến liên tiếp đối với Nguyễn Duy Thành Đạt. Tỷ số ở thời điểm hiện tại đang là 4-0. Thêm một tình huống cầu Âu nữa về phía khung thành của thủ thành Anh Tài. Gần 15 phút và 4-0 là tỷ số của thời điểm hiện tại dành cho các cầu thủ Thuận An Bình Dương. Điều chuyển, cơ hội dành cho các cầu thủ Thuận An Bình Dương. Cú dứt điểm ngay và đó là một cú dứt điểm rất khó. 6-0 dành cho Thuận An Bình Dương. Và xử lý tới từ vị trí của cầu thủ mang áo số 18, đó là Bùi Anh Đức. Sức mạnh không thể cản phá tới từ phía cao thủ Thuận An Bình Dương. Chỉ trong những phút vừa qua của hiệp thi đấu đầu tiên thì đã có 6 bàn thắng cao thủ áo vàng tạo ra. Khá nguy hiểm. Đường chuyền, cơ hội tiếp theo. Pha xử lý là hơi chậm. Tình huống xử lý là của Thái Gia Bảo. Trong hiệp thi đấu thứ hai này thì cao thủ FSFC sẽ là những người chân giữ thành bên phía tay
phải mảnh nhỏ của quỷ các bạn. Bên phía tay trái đó là cao thủ Thuận An Bình Dương, cú ra chân từ rất xa. Những người biết tận dụng thời cơ rất tốt ở trong một trận đấu với đại diện tới từ phố núi. Mất bóng sẽ là nguy hiểm. 2-2, cú dứt điểm và dứt điểm từ xa và tình huống đấm bóng an toàn tới từ thủ thành Anh Tài. Khoảng trống, cơ hội, cú dứt điểm, bóng vừa đập vào cột dọc. Thêm một tình huống nguy hiểm nữa mà số 6 bên phía cầu thủ Thuận An Bình Dương tạo ra, đó là Minh Quân. Chúng ta cùng xem lại pha ra chân, bóng đi chìm, rất hiểm hóc. Tuy nhiên rất may cho cầu thủ SFC, bóng đã trúng cột dọc và đi ra ngoài. Bóng bổng, cú dứt điểm tới từ đội trưởng bên phía cầu thủ SFC Gia Lai, đó là vị trí của Gia Bảo. Hướng để vấp bóng khá đáng tiếc, để có tình huống vấp bóng đó là Văn Đồng. Vẫn là Văn Đồng, Văn Đồng qua người, không có đường chuyền dành cho đồng đội. Một tình huống trượt trụ tới từ Văn Đồng khá đáng tiếc dành cho Văn Đồng với hai tình huống xử lý lỗi. Tình huống chân nọ đá chân kia tới từ Văn Đông. Và bóng rất dễ thương tới từ số 15 của cầu thủ Thuận An Bình Dương. Qua người tốt, phản công 2-2 dành cho cầu thủ Thuận An Bình Dương. Tiếp tục là vấp bóng tới từ vị trí của Văn Đông. Văn Đông có sức nhiệt và những tình huống đi bóng là rất khó chịu. Tuy nhiên có vẻ như chưa có được một cảm giác tốt khi di chuyển tới từ Văn Đông ở trong trận đấu ngày hôm nay. Nguy hiểm và phá bóng hụt và tình huống dứt điểm. Có vẻ như bóng đã chạm tay một cầu thủ áo vàng. Đá phạt lên dành cho cầu thủ FSFC Gia Lai. Cơ hội không được. Đã có tình huống để bóng chạm tay và như vậy thì phạt đền dành cho các cầu thủ Thuận An Bình Dương. Tình huống xử lý rất khó chịu tới từ vị trí của Văn Đông. Mang về quả phạt đền dành cho các cầu thủ Thuận An Bình Dương ở trong hiệp thiếu thứ hai này. Và Văn Đông sẽ là người sẽ thực hiện quả đá này. Không như vậy thì đã có sự điều chỉnh, người sẽ thực hiện quả đá phạt đền dành cho các cầu thủ Thuận Bình Dương, đó là Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt sẽ đối mặt với thủ thành Ngô Đức Thiên. Tuấn Kiệt không có nhiều cơ hội dành cho Ngô Đức Thiên và tỷ số được nâng lên 7-0. Tuấn Kiệt là người ghi bàn dành cho các cầu thủ Thuận An Bình Dương. Rất nguy hiểm với tình huống băng vào cột 2. Người có tình huống băng vào vừa rồi đó là Minh Luân. Vẫn là các cầu thủ áo vàng đường chuyền. Đây là Văn Đông, cú dứt điểm và dứt điểm chéo góc của Văn Đông, bóng lại đi không chính xác. Đang tỏ ra rất tiếc nuối với tình huống xử lý vừa rồi. Thêm một cú dứt điểm nữa và lần này tỷ số được nâng lên 8-0 dành cho cầu thủ Thuận An Bình Dương. Người mang về bàn thắng đó là Tuấn Kiệt. Cú sút rất hiểm hóc, bóng đã chạm vào cột dọc và đi vào lưới. Như vậy thì hết giờ cho trận đấu giữa các cầu thủ FCF Gia Lai và cầu thủ Thuận An Bình Dương. Tỷ số cuối cùng của trận đấu, các cầu thủ Thuận An Bình Dương chiến thắng cầu thủ FSFC Gia Lai với tỷ số là 8-0. Một trận đấu rất hay của cầu thủ
Thuận An Bình Dương ở ngày ra quân. Xin chúc mừng các cầu thủ Thuận An Bình Dương.